mua cái gì vậy Môn? À, vậy hả? Cái đó ngon rồi, lấy cái nào ngon cho anh ăn cái đi. Máy xăng hay gì? À, anh có cái quay có cái sườn không? À cái hàng sới. À, có. Đâu em cho anh. Ờ nằm ở trên kho chỉnh đó. À? Ừ. Chịu con nào lấy gì con đó. Tại đây chặt phóng thêm về. Dạ. Dạ. Có ba con bốn con gì đó. Dạ ba con em thấy 400 500 600 á. Ừ. Có bán con nhiêu vậy? Em nói là nói để giá còn nhiều gì đó. À đúng rồi. Tụi tao mới trả tiền rồi, chưa trả về còn con cho nó. Tao trả tiền đây rồi luôn rồi nè. Dạ. Các em không mua xăng hay trả tiền rồi đúng không? Con 1 triệu đúng rồi. Bữa nay mua mấy dầu hả? Mua cái này để về bơm nước. Ờ. Ấy ở nhà mấy cái bự bự không kinh không có nổi. Đúng rồi, lấy cái nhỏ nhỏ đi. Mua lựa đâu ngon cho anh cái tư vấn coi. Bự quá ăn kinh không nổi. Cái này là ngon lành rồi. Lấy chừng con gọn gì được coi. Cho nó nhẹ kinh. 55 này nhiêu đây anh?